Cúm còn được gọi là flu, là bệnh nặng. Quý vị có thể dễ bảo vệ cho mình và gia đình bằng cách chích ngừa cúm. Chích ngừa cúm giúp quý vị luôn khỏe mạnh để có thể tiếp tục làm những gì mình thích. Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên chích ngừa cúm hàng năm. Một số người được chích ngừa cúm miễn phí vì có thêm nhiều nguy cơ bị bệnh cúm rất nặng. Đây là gồm có trẻ em và trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, tất cả thổ dân từ 6 tháng tuổi trở lên, người từ 65 tuổi trở lên và người bị các chứng bệnh nặng như tiểu đường, hen suyễn nặng, bệnh tim hoặc suy thận. Chích ngừa cúm là chuyện rất nhanh và dễ. Người từ 5 tuổi trở lên có thể đến bác sĩ hoặc tiệm thuốc Tây tại địa phương. Hãy xin hẹn chích ngừa cúm ngày hôm nay.